Tuyệt vời, phải nói là tuyệt vời. Cộng 500 cộng điểm. 500 triệu điểm không này. Có như vậy ta mới xứng đáng, đúng không ạ? Vâng. Đội nào mong muốn đội mình là đội The Winner. Vâng, tuyệt vời anh chị. Và sau đây, phần chơi thứ hai, định hướng và giám sát. Xin phép. Xin mời tổ trọng tài, mọi anh chị vui lòng di chuyển lên trên tập xuất phát đây ạ. Tổ trọng tài đâu, tổ trọng tài đâu. Chúng ta có thể là gì ạ? Trong chương trình ngày nay có thể rất gay cấn, có thể các đội gì ạ? Rất mệt và ban tổ chức cũng nhận sẽ rất công tâm. Chính vì vậy mà trò chơi mang tinh thần là gì ạ? Tập thể, đoàn kết
của mấy văn phòng ạ? Ba văn phòng. Một tràng tay cho sự đoàn kết được không ạ? Cảm ơn chị. Ban tổ chức muốn thông báo với anh chị, sau cái trò chơi thứ hai, chúng ta mặc dù rất là cố gắng, tuy nhiên chúng ta sẽ rút ra được một cái vấn đề ở đây, đó là gì ạ? Trò chơi thứ hai anh chị biết là mang tên gì không ạ? Định hướng là giám sát chứ không phải dẫn dắt. Cảm ơn anh chị. Xin mời. Vậy thì nhiệm vụ các đội như sau. Dũng không biết và ban tổ chức cũng không biết là anh chị dùng bất kể phương tiện thiết bị cách thức như thế nào, nhưng chỉ được phép dùng những người, những đồ vật hiện tại trên người mình, bỏ hết tất cả ra ngoài, bỏ hết tất cả ra ngoài và dùng tất cả các phương tiện đồ vật của mình để lấy nước từ ngoài biển đổ vào đây cái ống này, chỉ được phép dùng lỗ ở đấy không? Câu trả lời là không, đúng ạ, chỉ có lỗ ở bên trên. Chính vì vậy mà anh chị nào mà cố đội nào mà cố gắng đưa thùng nước này càng sâu thì chúng ta sẽ không che được cái lỗ ở phần dưới nữa. Tổ trọng tài đâu ạ? Tổ trọng tài. Trọng tài đâu ạ? Về đây đi ạ. Về đây, về đây, về đây. Đây là đội Từ Sơn, trọng tài Từ Sơn là mình. Xin mời bác Linh về. Các chị lưu ý nhé, nếu như đội nào phạm quy dùng bất kể một vật dụng gì như là chai nước hay là túi bóng hay bất kể một vật dụng gì, nếu ban giám khảo, ban tổ chức nhìn thấy, phát hiện ra thì sẽ đổ 100% nước ở cái bình đó đi và chơi lại từ đầu với bình đó. Anh chị đã nhớ được chưa? Luật chơi đã sẵn sàng, anh chị đã sẵn sàng. Trò chơi xin bắt đầu. Bắt đầu. Đều người bên đây tới đội trưởng đâu, đội trưởng đều người bên đây. Bắt mạnh, bắt mạnh, bắt mạnh. Bắt mạnh, bắt mạnh. Chị Bùi ơi, chú ý giữ vào. Tay chị bỏ ra thế thì còn lấy gì nữa. Những người bên dưới em có cần cởi cởi luôn không ạ? Chơi cả mồm luôn à? Được đấy. Tôi chuyển điêu ngơi để biết. Đội trưởng, đội trưởng, đưa người bên xem đi em.
đội trưởng đội điều người Việt đi. Đi. Bây giờ mới đến đây. Đội trưởng điều người Việt, điều người Việt xem. Lâu. Vẫn mạnh, vẫn mạnh, vẫn mạnh. Đó, 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 đây. Các chị trọng tài chú ý nhé, nữa là có cát bắt đổ lại luôn. Đây là cho cát này, hay dùng bất kể phương tiện gì mà không vừa trọng quy là cho dùng làm lại luôn. Trọng tài lưu ý là không được cho cát vào trong phòng nhé. Cho cát vào phòng quy á. Đấy đúng rồi, hứng 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 nhá, hứng nhá. Đội trưởng đưa người để biết đi, đội trưởng đến đưa người biết đi. Đội trưởng đưa người biết nhá. Hứng hứng hứng. Tôi thấy rất giỏi khi Tuấn Thanh nhảy ra, khi Bắc Ninh nhảy ra nước, đi nhầm. Chơi nhổ nước bọt à? Đấy nhá, ngoan ngoãn đấy rồi nhá. Nhanh lên, nhanh lên. Mồm nữa à? Nước cạn quá rồi. Chắc lắm. Không bảo như đồ ngoài hết rồi. Xong đúng chân là dai. Dùng hết. Bọt hết ra rồi, bọt nước ngoài. Bọt thanh ơi, đang nhiều nhất, đang nhiều nhất. Đang nhiều nhất. Cũng chảy ra ngoài này. Chỗ nào mà bố hóa hết này, lấy chỗ hết nào. Đây, em đi cái này. Đây 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 này. Đây
Cô này nhất rồi, đây nhất rồi. Cố lên, cố lên, gần đây rồi. Cố lên, cố lên. Đúng rồi. Anh ơi, nhanh lên, quay. Anh bị đã rồi. Từ từ anh Hùng, anh Hùng, từ từ nhổ nhá, từ từ. Bắt từng người đâu, cứ chạy ra ngoài hết. Từng người bắt thôi, cứ chạy. Lao nhổ vào đây nhá. Từ từ. Ôi, ôi. Mồm. Hết rồi. Trời ơi, bên này mình đánh rồi, Tay em ở đâu đấy? Số những ai hiện nay không mặc áo đỏ đây chị? Bẩn vẫn là bình thường. Tí nữa tắm biển bình thường luôn chị. Quy tắc đầu tiên là phải theo ban tổ chức, đúng không ạ? Mặc đi ạ. Anh ơi, mặc áo có bảo hộ ngoài, áo ở kia ở ngoài đi. Đứng vào vị trí đi. Xin hỏi các đội trưởng sẵn sàng chưa? Bật tay đâu? Bật tay đâu? Lắm cho mỗi đội. Tất cả vào đây. 1, 2, 3, go! Xin mời từ xa đứng dậy. Tổ trọng tài đâu ạ? 1, 2, 3, go! Xin mời bắt đầu. Tổ trọng tài đâu ạ? Thật nhanh, thật nhanh. 1, 2, 3. Ban tổ chức quyết định cho những đội nào còn đang đứng. Xin mời ban tổ chức bắt đầu. Được kính thưa anh chị, trò chơi thứ tư và trò chơi cuối cùng trong buổi sáng hôm nay mang tên Đại Trì Bắc Ninh tỏa sáng. Vâng, mà cũng chính là trò chơi rất là mang rất nhiều ý nghĩa. Và các anh chị Tư Sơ sẵn sàng chưa? Bắc Ninh sẵn sàng chưa? Vâng, rất tuyệt vời, cảm ơn anh chị. Và trò chơi Đại Trì Bắc Ninh tỏa sáng này sẽ có thể lệ chơi như sau. Mỗi đội các anh chị ạ. Dạ vâng, rất tuyệt vời ạ. Cách thức như sau. Xin mời Tuấn Anh vào. Anh em Tuấn Anh ơi. Duy Anh Tuấn Anh. Quý ba 4 tỷ. Quý ba 4 tỷ. Quý ba 4 tỷ. Một chào tất cả Tuấn Anh. Chào tất cả Tuấn Anh. Tiếp theo đến thí sinh Thiện Tuấn Anh. Tư Sơn bắt đầu. Duy Anh Tư Sơn. Quý ba 4 tỷ. Một chào tất cả Tuấn Anh. Quý 3 được chưa? Tay trái 6 tỷ, sau đó hai tay 3 lần tiếp theo là 6 tỷ. Nhắc lại nhá. Bắc Ninh. Quý 3 được chưa? Tay trái này 6 tỷ, cả hai tay này 6 tỷ, 6 tỷ, 6 tỷ. Ok chưa? Các chị rõ chưa? 2 giây cho Bắc Ninh, 1 giây cho Bắc Ninh. Bắc Ninh sẵn sàng chưa? Bắc Ninh. Quý 3. 6 tỷ, 6 tỷ, 6 tỷ. Ha ha. Chơi. Với vị trí thì ở đây trong vị trí này trước bách rộng cục tiến theo đúng như các vị trí của anh chị ở đây như ở đây. Đầu tiên là Bắc Ninh, tiếp theo Từ Sơn và Thuận Thành.
ba chị hỗ trợ để về có những hình ảnh đẹp nhất thì anh chị đứng theo vị trí sau. Bắc Ninh, Từ Sơn, được chưa ạ? Thuận Thành, anh chị nắm được vị trí chưa?